Sáng nay, Ban tổ chức Thành ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác cán bộ. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh dự lễ công bố. Theo các quyết định được công bố tại buổi lễ, Ban Bí thư quyết định chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu, Huỳnh Văn Nhạn giữ chức ủy viên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở này, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu, Huỳnh Văn Nhạn đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban kiểm tra Thành ủy và giữ chức ủy viên, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chúc mừng ông Huỳnh Văn Nhạn được tín nhiệm giao giữ trọng trách mới và tin tưởng với chuyên môn và kinh nghiệm công tác, ông Huỳnh Văn Nhạn sẽ tiếp tục phát huy sở trường kinh nghiệm, tiếp tục rèn luyện cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.